thoại cốt đặc tính cho bà con mua. Thoại cốt đặc tính có yên thần ở chầu bà giang tình nhà còi trời. Lại còn vẽ đi công dung còn hạnh nghi tết dù gì còn tình nghi trong quân tử.
sông vàng trái. Bây giờ đã đi chẳng chẳng coi ác rằng ý sao chẳng còn. Thờ thẳng đi thì cớ sao thưa rằng mười năm đèn đi cách đi không lao thiên đi thì cần lòng vân hiền chưa gặp cỡ đi hồi lòng vân đi hiền chưa gặp gỡ đi tự dư này còn cái bởi gì đâu giáng sinh kết nghĩa đàn châu. Xin trình đôi chuyện ý mài lời cười ý chẳng thế đụng đằng còn chiếc chúa bà nghe nói tưởng rằng con nghe chết đi mới đủ lòng chàng cả tiếc đi sao về đi tiếc này người nghiêm tờ sớm nảnh lập xuyên sao thăng thăng nữ đạo sau trước càng càng giữ lại từ sau trước khi không ngờ chàng tình trước thì lòng mây bỗng thư không gấp nửa bỏ hoàn tay gieo an một phút đeo ngày mười khi trong quân tử tình công vạn ca